Mai và Nguyễn Hiên xin mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Vườn Mai nhà em ngày hôm nay. Và hôm nay ngày 1 tháng 12, Vườn Mai của em xin kính chúc tất cả quý cô chú anh chị có ngày mùng 1 suôn sẻ cả tháng tốt lành nha cả nhà. Gặp nhiều niềm vui và may mắn trong công việc nha cô chú anh chị. Thì hôm nay Vườn Mai của em lại tiếp tục giao lưu một số hàng mai giống mới và mai chơi Tết cho quý cô chú anh chị mình nha. Dạ đầu clip hôm nay là em giao lưu cái giống dảo siêu bông mình lợi nha cả nhà. Dảo siêu bông mình lợi. Clip hôm nay là ngày 1 tháng 12. Thì siêu bông mình lợi lô của vườn em ngày hôm nay đây cả nhà. Thì nó không có trổ bông gió nha cô chú anh chị. Nên là em sẽ để mặt hoa của vườn khoảng vài ngày trước bên góc trái cho cả nhà mình xem nha. Đó là mặt hoa của vườn em luôn. Cây là em làm gốc nhớt nha cả nhà, làm gốc nhớt và xử lý đế rễ hết cho mình để khi mà lấy bo xong mình có thể chơi dạng bonsai mini để bàn được nha. Hàng là em bao chuẩn giống bo vườn chú đủ lực nha quý chú anh chị, mà cả nhà mình có thể yên tâm nha. Đó, đây là gốc của cây này cả nhà, gốc của cây thì nó sẽ tầm cỡ từ ngón út cho tới ngón cái tùy cây nha cả nhà. Đây là giống siêu bông mình lợi nha. Siêu bông mình lợi thì hoa từ 15 cho tới 25 cánh. Ưu điểm của nó là hoa to nè, cánh nhiều nè và mùi rất là thơm nữa, nở cũng khá là bền nha cô chú anh chị. Và nó cũng có nở chùm nhiều nha. Thì lô mini này của em là cao từ 15 cho tới 20 xăng tùy cây. Có hơn 20 thì hơn chút đỉnh chứ không nhiều nha cả nhà. Tại tay em nó nhỏ nên là em đo nó thành 2 gen thôi chứ 1 gen của em là chưa tới 20 nha. Siêu bông mình lợi của vườn em, hàng là kéo bo hết rồi, mình về mình lấy bo được luôn nha. Và cái hàng này thì em sẽ không có tưới phân nên là cô chú anh chị mình về mình có thể lấy bo liền nếu mình muốn nha cả nhà. Giá em giao lưu sẽ là 70.000 một cây, 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship, mua một em sẽ tặng một cho cô chú anh chị mình luôn. Dảo siêu bông mình lợi nha, hoa rất là đẹp luôn cả nhà, rất là to và rất là thơm luôn. Hàng là bao chuẩn giống nhau cô chú anh chị. Dạ kế tiếp nữa là em giao lưu tới cái giống siêu bông Sài Gòn nha cả nhà. Siêu bông Sài Gòn ngày hôm nay 1 tháng 12 nó cũng không có mặt bông gió nha. Cho nên là em sẽ cũng để bên góc trái cho cả nhà mình xem. Đó là mặt hoa vườn em luôn nha cả nhà. Quý cô chú anh chị nào mình xem clip của em thường thì mình sẽ từng thấy cái mặt hoa đó rồi nha. Đó, tại vì hôm nay nó không có trổ bông gió cho nên là em không có mặt hoa trên cây để quay cho cả nhà. Em sẽ để mặt hoa mấy ngày trước của vườn nha. Cây là nút nụ nè, cây là hàng là em bao nút nụ luôn nhau cô chú anh chị. Củ đế nè, có củ đế hết trơn luôn. Hàng là em ghép già mùa từ 1,5 mùa gần 2 mùa nha cả nhà. Một số cây sẽ hơn được 2 mùa, nói chung là lô này rồi em cắt em đôm em dồn lại nha. Cây thì em uống sắn dán lông như thế này, nút nụ thì như thế này nè cả nhà. Nút nụ thì nó cũng mở gà ha, nó cũng có mở gà xương xương rồi. Cái này thì mình về mình chơi Tết được, dạng bonsai mini để bàn uống trà nha cô chú anh chị. Đây là cái chi tàn của cây nè, cũng rất là ok ha. Cây là cao trung bình từ 4 tấc đổ lên hết nha cô chú anh chị. Từ 4 tấc đổ lên. Và tàn ngang thì cũng tầm khoảng 10 tới 20 tùy cây nha cả nhà, 10 tới 20 tùy cây nha. Và có xử lý đế rễ hết cho mình như thế này nè. Cái này mình về mình chơi Tết hoặc là mình lấy bo xong rồi mình nuôi lại đều được nha. Siêu bông Sài Gòn hoa sẽ từ 10 cho tới 15 cánh nha cả nhà. Em cảm thấy là rất là ít khi mà nó trổ 8 cánh lắm nha cô chú anh chị. Nó rất là ít khi trổ 8 cánh nha. Nên là cô chú anh chị mình có thể yên tâm. Hàng là em bao chuẩn giống cho cả nhà mình luôn. Và giá giao lưu sẽ là 65.000 một cây, 3 cây gửi hàng, 5 cây em sẽ bao ship và mua 10 em tặng 1. Quý cô chú anh chị mình có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ số điện thoại của em nha, 0973 658812. Và số điện thoại em để trên góc phải màn hình nha cô chú anh chị. Đó, quý cô chú anh chị mình có thể nhìn số điện thoại và liên hệ em nha. Đó cũng là số Zalo của em luôn. Thì sau đây em sẽ giao lưu tới cái hàng khác nha cả nhà. Dạ kế tiếp là em giao lưu với quý cô chú anh chị mình cái hàng nhị ngọc tàn nha cô chú anh chị. Nhị ngọc tàn của vườn em. Đây là nhị ngọc tàn của vườn em, trổ hoa ngày 1 tháng 12 nha, ngày đầu tháng. Hoa rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Hoa nhị ngọc tàn của vườn em ngày 1 tháng 12 ha. Hoa nó trổ bông gió cũng rất là nhiều, rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Nhị ngọc tàn thì sẽ có hai kiểu, ba kiểu đi màu nha. Là sẽ có cánh trắng sọc vàng như thế này, cánh nửa trắng nửa vàng và nửa bông trắng nửa bông vàng nha. Nói chung là tùy cái cây thì nó sẽ ra cái mặt hoa khác nhau. Và một đặc điểm nữa của giống này đó là vỏ trấu mỏng nha. Vỏ trấu nó mỏng cho nên là cái nụ nó xanh như thế này. Thì quý cô chú anh chị mình sợ mà mình không chơi kịp Tết miền Bắc thì mình đừng lo nha. Vỏ trấu cực kỳ mỏng như thế này nè cô chú anh chị.
Cả nhà mình thấy không, vỏ trấu rất là mỏng luôn. Và chỉ cần mình hút nó nở, hút đi phân, hút nở là nó sẽ nở nha cả nhà. Chứ nó không hề khó nở như mấy dòng dảo khác nha. Hay là heo như em cảm nhận nha cả nhà. Tại vì em nuôi ở đây cũng rất là nhiều nè. Vỏ trấu nó rất là mỏng luôn, nó không có như hũ đức hay là hạng mai tàn đâu của chú anh chị. Nó sẽ nở rất là nhanh nha. Cái này thì mình chắc ở trong Nam chắc mình lặt tầm 13, 14 á cả nhà. Tại vì em cảm thấy là cái dòng này nó cũng dễ nở nha. Nó không có khó đâu, nó cũng dễ cỡ họ Hương á cả nhà. Mình lặt tầm 13, 14 nha. Cái dòng này vỏ trấu mỏng nha, nên là mình lặt sớm là sai lầm nha cả nhà. Em cảm thấy vậy á, tại vì nó vỏ trấu nó quá là mỏng đi chứ nó không có dày đâu. Quý cô chú anh chị nào mình ở miền Bắc mà mình có ý định chơi dòng này thì mình cứ yên tâm, vỏ trấu mỏng không có gì hết. Nụ nó xanh nhưng mà nó vẫn nở bình thường nha. Thì cái giống này là em có giao lưu cái hàng mini nha cả nhà. Hàng mini thì cây sẽ cao trung bình từ 15 tới 20 luôn. Cây có chi tàn và lên bo như thế này rồi. Quý cô chú anh chị mình mua hàng về mình có thể lấy bo được luôn. Thì giá giao lưu sẽ là 60.000 một cây, 3 cây gửi hàng, 5 cây em bao ship, mua 10 em sẽ tặng 1 nha cả nhà. Nhị ngọc toàn nha quý chú anh chị, hoa nó mùi rất là thơm luôn. Mùi rất là thơm. Và cái hàng này thì mua về mình lấy bo xong mình chơi dạng để bàn được luôn nha cả nhà. Nói chung thì cắt bo rồi qua năm cái mình để mình lặt hoa cho trên bàn nó nở cũng rất là đẹp luôn. 60.000 một cây. Đơn hàng của mình có thể có nhiều giống khác nhau chứ không nhất định phải mua một giống đâu nha cô chú anh chị. Còn hàng lớn này thì em cũng có giao lưu luôn nha. Quý cô chú anh chị mình cần thì liên hệ em. Em sẽ gửi cây cho mình tham khảo nha. Và em sẽ lựa những cây nụ còn non nha, để khi mà tới Tết mình chơi kịp Tết nha cả nhà. Đây là mặt hoa đây. Mặt hoa của vườn em đây nè. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, quý cô chú anh chị ở miền Bắc có nói với em là sợ nở không kịp thì mình đừng lo nha. Mình thấy vỏ trấu nè. Rất là mỏng luôn cả nhà. Dạ, tiếp tục thì em vẫn giao lưu tới cái hàng mai giống nữa nha cả nhà. Thì cái này chơi Tết được luôn nha. Hàng tiếng vua này là mình chơi Tết được, tiếng vua bông chùm. Cây này là em làm gốc nhớt nha. Đây là cái nụ của dòng này nè. Nó rất là đặc biệt ha. Và nó sẽ nở hình cụm như thế này. Mình gọi là tiếng vua bông chùm. Thì dòng này thường là tới Tết hoặc là qua Tết nó rất là hút nha cả nhà. Nói quý cô chú anh chị mình có thể xem mình tranh thủ mình mua cái hàng thời điểm này nó rẻ nha. Chứ tình hình kinh tế năm sau thì cũng chưa biết sao. Nói chung thì mai thì cũng hơi giống vàng thôi cả nhà. Mình mua được lúc rẻ thì tới lúc mắc thì nó có giá thôi. Năm nay cũng kinh tế khó khăn quá. Quý cô chú anh chị mình thấy được thì ủng hộ giúp em nha. Cây là em ghép cao tầm 15 tới 20 xăng tùy cây. Và có xử lý đế rễ cho mình nè. Để bàn uống trà nè, bàn ong địa nè. Mình chơi dạng bonsai mini để bàn cũng được. Và mình muốn hai chậu ra mình chơi cũng được nha cả nhà. Giá giao lưu sẽ là 60.000 một cây, 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship, 10 em tặng 1 luôn nha. Kế tiếp nữa là em cũng có giống hoa hồng Thanh Tú. Hoa hồng Thanh Tú thì hoa cũng từ 30 cho tới 50 cánh và đọt non đỏ huyết nha cô chú anh chị. Thì lô này của em nó lá nó già rồi cho nên nó lên gân xanh rồi nha. Chứ đọt non thì nó vẫn ra đỏ huyết bình thường. Cây là cao từ 35 cho tới 40 tùy cây. Và hàng là em bao chuẩn giống luôn nha. Hoa hồng Thanh Tú, hoa cũng nở rất là bền nha cả nhà. Anh chị nào mình có xem clip của em rồi thì thấy có cái mặt hoa hồng Thanh Tú em quay gần 4 ngày mà nó chưa tàn á cả nhà. Nó hoa cũng rất là bền luôn. Giá giao lưu cho hoa hồng Thanh Tú sẽ là 50.000 một cây luôn nha. Cũng 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship, mua 10 em tặng 1. Đơn hàng mình mua nhiều giống bất kỳ cũng được luôn nha cô chú anh chị. Chỉ cần 3 cây là em đi đơn và 5 cây là em bao ship cho mình nha cả nhà. Và tiếp tục là em giao lưu tới cái hàng hoàng huyết long không nhị nha cả nhà. Hay mình còn gọi là cúc không nhị. Đây là mặt hoa của vườn nha. Ngày 1 tháng 12. Thì hôm qua hôm kia em cũng đã có quay cái mặt hoa này rồi nè. Nở cũng khá là lâu ha. Và cũng rất là xinh nha cả nhà. Hoa sẽ từ 30 cho tới 50 cánh tùy hoa nha quý chú anh chị. Và hoa sẽ thường nở chùm như thế này. Cây thì có nhiều nút nụ cho mình chơi Tết nha quý chú anh chị. Nút nụ cũng rất là nhiều nha. Hoàng huyết long không nhị, cây em xử lý đế rễ hết cho mình rồi. Hàng làm già mùa liền cốt 100% như thế này nha cả nhà. Vàng xương thì cứng cáp nè, nút nụ thì nhiều. Mình chơi Tết được nha. Đang nằm trong chậu 2 và 2 đất 2. Cao tầm khoảng 45-50 tùy cây. Và tàn ngang tầm khoảng 35-40 nha cô chú anh chị. Giá giao lưu sẽ là 150.000 một cây. 1 cây gửi hàng, 2 cây bao ship, mua 10 em sẽ tặng 1 nha cả nhà. Quý cô chú anh chị mình có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ em nha. Đơn của mình có thể có nhiều loại mai, nhiều giá khác nhau cũng được nha cô chú anh chị.
Dạ, cuối clip hôm nay thì em có giao lưu một lô mai tàng nguyên thủy thuần chậu như cả nhà. Đây là lô mai tàng của vườn em. Thì lô này cao trung bình từ 1m7 cho tới hơn 2m nha chú anh chị, hơn 2m. Số lượng em có rất là nhiều, tầm khoảng 500-600 cây đổ lên nha. Và em có tới 2 vườn mai tàng lận cả nhà. Mỗi một vườn thì tầm 500-600 cây đổ lên nha. Thì cây thì nút nụ nó sẽ như thế này nha cô chú anh chị. Hàng là lên màu mỡ gà hết rồi, nụ lên mỡ gà hết luôn. Cái này thì mình mua đi bán lại được nha cả nhà. Mua đi bán lại được. Và Tết miền Bắc hay miền Nam gì mình đều chơi được nha cô chú anh chị. Chi tàn thì tròn đều nha, hoành dao động từ 18 cho tới 20 mấy, 30 mấy hoành, 40 hoành cũng có luôn nha cả nhà. Tùy vào yêu cầu của quý cô chú anh chị mình nha. Cây này như cây này là cao tầm khoảng 2,5 m như nha. Cao rất là cao luôn cả nhà. Hàng lớn, hàng nhỏ, tầm trung gì thì vườn em cũng có luôn nha cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị mình có yêu cầu như thế nào thì em sẽ có hàng như vậy nha. Nút nụ nè, lên mở gà hết và chi chít như xương cá luôn. Cây xanh tốt như thế này nha cô chú anh chị. Thì tàn ngang của lô mai tàng vườn em dao động từ 1,8 m tới 2m, 2m hơn nha cả nhà. Chi tàn ngang rất là lớn luôn cô chú anh chị. Mình muốn hàng nhỏ thì em cũng có luôn nha, hàng nào em cũng có hết. Thì mình đến tại vườn thì em sẽ giao lưu sỉ như cả nhà. Hàng này thì em không có ship nha, tại vì cây này mấy cây bự như thế này á thì ship rất là cực nha cả nhà. Cây này đóng rất là khó luôn. Chỉ có hàng tầm trung trung thì em có thể ship được thôi nha cả nhà. Hàng lớn này mình đi bán chợ nè, đi bán Tết thì hàng này là em giao lưu tại vườn nha. Giá cả thì mình cứ liên hệ em nha, em báo giá với quý cô chú anh chị mình. Dạ, số lượng thì vườn em có rất là nhiều nha. Quý cô chú anh chị mình có nhu cầu thì cứ liên hệ em. Em xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều vì đã theo dõi hết clip hôm nay của vườn em. Kính mong quý cô chú anh chị yêu thương và ủng hộ vườn em nha. Số điện thoại em là 0973 658812. Địa chỉ là tại ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha cả nhà. Quý cô chú anh chị mình có nhu cầu đến tận vườn mình xem cây thì cứ liên hệ em chỉ đường nha, hoặc là em sẽ gửi map cho mình đi nha cô chú anh chị. Em xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video lần sau nha.